Chào quý cô chú anh chị, tối giao nhật Cần Thơ hôm nay em sẽ lên áo lam polo dạng có cổ cho quý cô chú anh chị nha. Các anh hôm nay em sẽ có nhiều những cái mã sản phẩm gọi là độc lạ. Thì từ trước tới giờ thì mình biết túi da nhật Cần Thơ bán hàng si đổi mới đảm bảo 80% và bên em có những cái sản phẩm liên quan tới da thật. Thì thường cái khung giờ của em sẽ cố định 3 khung giờ là 12 giờ, 19 giờ và 20 giờ hàng ngày. 12 giờ, 19 giờ những sản phẩm liên quan tới da, ví dụ giày da, túi da, dây nịt da, ví da vân vân, những sản phẩm liên quan tới da thật. Còn riêng cái khung giờ 20 giờ là cái khung giờ liên quan tới quần áo Nhật, và bên em có những cái sản phẩm áo nam cũng có, áo nữ cũng có. Tuy nhiên thì nam của em là một cái mã sản phẩm mới, cho nên có thể là các cái anh, các cái chú mình có thể chưa có biết được là bên em đã bán những cái sản phẩm quần áo Nhật dạng dành cho nam nữ và cũng là hàng si. Cho nên hôm nay em dành một cái khung giờ là 19 giờ, gọi là cái khung giờ thường xuyên, để giới thiệu cho các anh các chú những cái mã hàng liên quan tới áo. Chỉ có ngày hôm nay là em lên cái mã hàng này vào cái khung giờ 19 giờ thôi. Còn nếu mà các anh các chú mà mình muốn mua những cái quần áo mà dạng áo Nhật, hàng si có những cái thương hiệu nổi tiếng thế giới thì vui lòng mình qua cái khung giờ là 20 giờ giùm em nha. Hôm nay giống như là em dành một cái khung giờ bình thường của ông chủ em để em có thể giới thiệu cái mã sản phẩm mới, một cái gọi là một cái danh mục sản phẩm mới cho quý quý anh quý chú ha. Hôm nay em sẽ lên những cái áo toàn là polo, và thường những cái chất liệu như thế này á thì bên em về nó có hai chất liệu thôi. Một là cái dạng mà gọi là áo giống như hệt như cái mẫu chất liệu áo thun cá sấu á. Thường áo là dạng tay đỏ như thế này và có cổ như thế này ha. Và tác hiệu thì nó sẽ nằm ở đây hết. Những cái tác hiệu nổi tiếng đều á em sẽ đọc lên, còn bình thường sẽ là hàng từ Nhật nha quý cô chú anh chị ha. Rồi mình có thể mua cho con trai, mua cho chồng, cho con nè, rồi mình có thể mua những cái sản phẩm gọi là mã thương hiệu độc lạ thì mình có thể mua tặng cũng được nha, mặc dù hàng si nhưng mà có những cái roster hoặc là có những cái mà gọi là còn tát hãng luôn. Tát có nghĩa là mình chưa có xài, có thể là mua về treo đó rồi mà bát lại thôi ha. Thì quý cô chú anh chị á sẽ có ba cái khung giờ, và mình nhớ giùm em những cái mã sản phẩm. Bên em bán hàng si có những cái mã gồm 4 chữ số, cho nên mình cứ chốt qua cái số điện thoại 0973952507 giùm em ha. Rồi. Một là chất liệu thun dạng thun cá sấu, hai là chất liệu dạng thun thể thao, chỉ có hai cái chất liệu cơ bản như vậy thôi. Rồi em lên một cái áo thì size này trên cái tag nó sẽ ghi là size M. Size M thì thường tầm khoảng các anh á thì khoảng 58 kg quay đầu giùm em ha, 58-60 kg quay đầu, mà những anh cái mẫu dạng gì nè là không có bụng bia nha. Những cái dạng mẫu nhỏ nhỏ size M thì không bụng bia thôi, thường là size L thì cái bụng nó to to tí xíu thì mình vẫn có thể mình tăng giảm size giùm em ha. Rồi cái chất liệu này là chất liệu thun cá sấu và nó sẽ phối thêm cái mặt trước như thế này. Bên em thì nhận giặt sấy cho nên không có ủi thẳng như là phẳng phiu giống như các cái shop người ta bán hàng mới đâu. Cho nên mình có thể mình về mình ủi lại giùm em là có thể sử dụng được nha quý cô chú anh chị ha. Chỉ là em gửi giặt đã qua giặt hết rồi, toàn bộ bên em đã giặt sấy hết rồi, các anh mình cứ yên tâm mà mình sử dụng. Nó sẽ có cái kiểu của nó, cái cổ chữ V như thế này ha. Mình thích thì mình thích đơn giản nhẹ nhàng mình mở ra, còn không thì mình thích kín đáo thì các anh mình có thể gài giùm em những cái nút như thế này. Tay của nó tay lỡ, chất liệu thun của nó khá là đơn giản nhẹ nhàng và gọi là cực mát nha. Size chiếc áo này thì cái form nó hơi trẻ trung tí xíu, khoảng 58 kg quay đầu, size M giùm em. Rồi lên giùm em một cái siêu phẩm ngày hôm nay. Toàn bộ những cái sản phẩm ngày hôm nay là hàng của em mới vừa về và chưa lên sóng lần nào. Giá đồng giá sẽ là 150 ngàn và phí ship gần xa là 30. Nếu quý cô chú anh chị mình chuyển khoản trước thì bên em sẽ free ship nha. Rồi giá giùm em là 150, mã 1791. 1791 toàn bộ những cái siêu phẩm này đều là giá 150. Thì hai bé nhân viên em đã lên những cái siêu phẩm giá 190 rồi. Nếu mà quý anh quý chú mà mình muốn những cái chiếc gọi là mã VIP hơn thì mình coi lại những cái video em đã lên sóng nha. Còn lại thì video này thì vẫn có mã VIP nhưng mà cái chất liệu của nó cũng như độ mới nó sẽ không bằng 190, thì tất nhiên từ nào của nấy ha các anh ha. 150 thì vẫn khá là mới nè, đó mình nhìn một cái chiếc áo quá mới luôn. Rồi em qua mã. Toàn bộ ngày hôm nay sẽ là hàng từ Nhật về nha, độ mới là 80% và hàng si, vẫn đảm bảo là hàng si giùm em. Rồi một cái áo, cái mẫu dạng thì em về là mẫu dạng polo, lâu lâu nó mới có những cái áo hơi gọi là không có cổ thôi, còn lại là áo có cổ nha. Đây trên áo nó sẽ ghi là size S nhưng mà cái mẫu này thì không phải size S đâu, size M đó, size S của châu Âu nhưng mà châu Á của mình sẽ là size M giùm em ha. Rồi ở đây cái chữ nó sẽ có họa tiết, màu của nó là màu xanh than giùm em, có cổ và tay lỡ như thế này, size 60 kg quay đầu dành cho các anh. 60-63 kg vẫn ok nha, vẫn có những hàng nút nó còn tát luôn tất cả những cái anh này. Đó, bên em hàng là đều có tag Nhật hết nha các anh ha. Anh các chú mình nhìn tag Nhật đều đầy đủ phẳng phiu, mặc dù bên em có thể là các bé nhân viên nó không có báo nhưng mà đều là có tag Nhật hết giùm em ha. Đây có một cái cúc dự phòng.
Đó, dạ có cổ rất là dễ mặc ha, mình mặc với quần jean, quần đùi gì hay là quần dạng qua gối được cũng khá là ok, size 60 kg quay đầu. Mã giùm em là 1806, 1806 150.000, 1806. 1806 giùm em. Một cái chiếc áo size to to giùm em ha. Màu của nó là màu xanh da trời. Chất liệu cũng là dạng thun cá sấu giùm em nha. Có một cái túi ở phía trước như thế này. Size này to tầm khoảng 65-69 kg quay đầu giùm em. Nó sẽ phối thêm cái phần cổ những cái họa tiết. Còn đầy đủ bộ cúc hết giùm em ha. Đây, thương hiệu nó dập ở đây. Size L. Đó, tách sườn đều đầy đủ hết giùm em, tách Nhật hết nha. Hàng của em là tách Nhật, mặc dù mình thấy là Made in China nhưng mà cái chữ của nó sẽ là chữ Nhật nha các chị ha. Có nghĩa là thương hiệu đến từ Nhật nhưng mà gia công tại Trung Quốc ha. Rồi size L tầm khoảng 65. Cái này 65 kg quay đầu. Cái chất liệu của nó gọi là sao ta, nó mềm mà nó rất là nhẹ nha, nó mềm mặc vô nó mát lắm. Lên giùm em mã 1807, 150, 1807. Các anh đó, các chú mình chuyển khoản trước thì bên em sẽ receipt. Thường những cái mã như thế này mình không cần phải sơ viên hay là gì đâu, mình chỉ cần mặc dạng dưới quần jean là ok. Một cái chiếc thương hiệu Golden Bears, thương hiệu Spear này á, thường những cái chất liệu mà mình cảm thấy cái thương hiệu mà em hay gọi là em dễ thấy thì em sẽ báo liền cho quý anh quý chú nha. Thương hiệu Spear mà mình sẽ thấy có con gấu như thế này nè, cũng như cái logo nó có ghi chữ Spear. Thương hiệu này á, mình thấy túi nó cũng có. Bây giờ ở đây là mình áo Nhật nó cũng có luôn. Size của nó là size M tầm khoảng 60 kg quay đầu, tay lỡ như thế này. Họa tiết của nó là dạng kẻ sọc nhưng mà màu chủ đạo của nó là màu vàng vàng xám ha. Rồi, nó khá là phẳng phiu. Tất cả những cái anh này tát sườn đều có đầy đủ hết nha các chị ha. Các anh mình mua về mình tặng chồng tặng con thì khá là ok. Xem mà 60 kg quay đầu, 63 kg quay đầu. Lên giùm em mã 1808 150, 1808 150 đẹp quá. Thường mà mình thấy á, cái thương hiệu bia này nè, cái chất liệu vải của nó khá là mát. Một cái áo lại là cái màu dành cho nam tính, dành cho các anh. Size ớt, size này tầm khoảng 55 kg quay đầu thôi. Các anh mà size nhỏ nhỏ thì mình có khá là nhiều lựa chọn trong video ngày hôm nay. Size ớt ha, thương hiệu của nó đầy đủ, có cổ. Riêng cái này chỉ có hai cúc cúc ở phía trên, tay lỡ như thế này ha. Rồi, tá sườn thì đầy đủ hết nha anh ha. Size tầm khoảng 55-58 kg quay đầu thôi. Cái màu đen khá là dễ mặc, các anh form nhỏ nhỏ mình lấy chiếc này. Mã giùm em 1809 150 ngàn, 1809 150. Hàng bên em về nhiều lắm cho nên mình cứ tự do mình lựa chọn ha. Rồi chiếc này thì hôm trước có mỗi lần lên thì đều kêu tên chú đại ngãi. Cái này 75 kg vừa nè chú ơi. Mình sẽ là cái form to to. Form này khoảng 75-80 kg là vừa ha. Nếu mà các anh các chú nào mà cái form không có bụng to to tí thì khoảng 80 kg quay đầu ok nha. Tay của nó là dạng cũng to to nè, cái này size là size gọi là bên Việt Nam của mình size XL, còn này của mình là 2L ha, LL, XL bên mình đó ha. Thương hiệu nó dập ở đây và toàn bộ trên cổ nó sẽ là thương hiệu. Màu chủ đạo của nó sẽ là màu đen phối trắng và cái phần trắng của nó hiện tại gọi là trắng tinh tươm ha. Những cái này nó chỉ một tí xíu thôi, nó còn là khá là đẹp. Trắng đen màu không bao giờ lỗi mốt và tất cả những cái hàng bên em đều có tách Nhật hết nha. Nó tách Nhật đầy đủ hết. Cổ của nó mình có thể sử dụng cái dây kéo mình kéo lên như thế này. Nó size tầm khoảng 80 kg quay đầu. Các anh nào mà các chú mà to to mình lấy chiếc này giùm em. Một cái siêu phẩm 150 ngàn mã 1810. 1810 cái kiểu của nó dạng cái vải của nó dạng vải xốp 3D á. Nó cái vải của nó mặc cực kỳ mát nha các anh các chú ha. Thì mình thấy cái chồng này thì hôm nay em quay được bao nhiêu thì em quay, thì thường là khoảng 30 35 phút là em sẽ dừng. Tại vì nhiều khi một buổi mà các chú mình coi ha, các cô các chú mình coi khoảng 1 tiếng là mình sẽ khó mà lựa đồ, thì khoảng 30 phút mình có thể lựa chọn khoảng 3 4 siêu phẩm giùm em ha. Cái này thì cái táp chỗ này người ta đã cắt ra rồi ha, nhưng mà cái chất vải của nó giống y hệt như vải con cá sấu vậy đó, crocodile vậy đó. Coi tá sườn có không, tá sườn cũng đã bị cắt ra rồi. Chiếc này cái màu xanh của nó sẽ phối giữa hai màu xanh, một là xanh than và hai là xanh lá giùm em ha. Nó vải này thì thường các anh các chú mình đều có thể sử dụng được. Rất là đẹp luôn, size của nó tầm khoảng 60-65 kg quay đầu giùm em. Mã 1811 150.000, 1811. Cái màu này á là lạ ha. Và mình nhìn nguyên cái chồng này nè,
cái màu, thứ này nó chỉ có một màu duy nhất thôi. À, mỗi một cái hàng si thì gọi là mình mua, mình được sở hữu một cái gọi là không không tìm được cái thứ hai. Chẳng hạn như một cái màu như thế này, mình nhìn nguyên cái chồng em có biết bao nhiêu cái áo, chỉ có một cái màu như thế này thôi. Nó không giống như hàng mới là mình một màu có nhiều size và một size nó có nhiều màu chẳng hạn vậy, thì đây nó không có. À, mỗi cái nó chỉ có một màu, một mã duy nhất và một kiểu duy nhất thôi. À, mình mua xong được gọi là cái tính sở hữu của nó nha quý cô chú anh chị ha. Đây cái thương hiệu này mà đợt này em về, cái thương hiệu này khá là nhiều rimmer ha. À, cái chất vải của nó y hệt như vải áo thể thao nha các anh nha. Ở đây nó có một cái túi rồi, ông chủ ông khoái cái mã này lắm, tại vì mặt nó rất là mát luôn. À, ở phía sau nó có những cái họa tiết gì nè. À, đẹp quá, họa tiết dưới chân. Rồi để coi tác sườn của nó nha, nó còn đầy đủ tác sườn hết giùm em luôn. Ở đây thì nó gia công tại Việt Nam nhưng mà tác của nó là tác Nhật nè. Rồi có cổ, size này thì tầm khoảng 60-65 kg quay đầu thôi. Nó cái màu xanh da trời cực kỳ, gọi là cực kỳ dễ mặc. Lên giùm em mã 1792, 1792 150.000, 1792 giùm em. Toàn bộ ngày hôm nay sẽ là 150.000, 1792. Một chiếc áo màu đen size L, tầm chiếc này size L nhưng mà size L nhỏ thôi, tầm khoảng 65 kg quay đầu. Nó có cái hàng cúc ở trên đây không cần phải gài, đó là cái cúc cúc bấm ha, mình bấm vô về, còn không thì mình cứ giật ra như thế này thôi. Size của nó là size L nhỏ. À, chất này thì là chất thun nha, chất thun cô tông tát Nhật đầy đủ hết giùm em, chất thun cô tông ha. À, hàng của Uni, đúng là nhìn cái chất thun là biết Uni Quiclo. À, ở đây nó sẽ có tát sườn Uni Quiclo giùm em, có cổ nhưng mà size nó cũng là L nhỏ cho nên tầm khoảng 63-65 kg quay đầu thôi. Cái chất cực kỳ mát luôn, mình nhìn vô nó mềm mịn, đúng là hàng hiệu nha quý chị quý anh ha. À, lên giùm em mã 1793, 1793 150.000, 1793, 1793 màu đen. À, thường á, là mình nhiều khi có những anh mình thích màu, chỉ thích một màu đó là màu đen rồi. Cái tag của chiếc áo này thì em nó rất là để đây đi. À, một cái chiếc kẻ sọc đứng. À, kẻ sọc đứng thì bên em về ít thôi nha, thường á, là bên em những cái áo đợt này thì về kẻ sọc ngang khá là nhiều. À, thương hiệu của nó dập ở đây. À, size của nó là size M cho nên các anh thon thon nhỏ nhỏ mình tầm khoảng 55-59 kg quay đầu, size M giùm em. À, cái chiếc này nè. Ồ, cái chất liệu của nó cực kỳ gọi là cực kỳ xịn nha. Nhìn vô nó có tới hai cúc dự phòng, tát Nhật đầy đủ hết giùm em luôn nha. Tát là tát Nhật mà gọi là full tát luôn, tất cả tát ở bên trong đây nó có rất là nhiều, nó viết toàn là tiếng Nhật không này nha các anh ha. À, có một cái túi nhỏ bên hông. Cái chất này mình nhìn từ trên xuống tới dưới nha, nó không có một cái tì vết gì gọi là áo mà áo si hết luôn á, nó rất là đẹp luôn. Tuy nhiên bên em bán hàng si cho nên đảm bảo độ mới chỉ 80% thôi. Đây nó có một cái cúc để cài cái cổ lại là mình biết viết cỡ nào. À, bên trong chất này là chất cô tông nè, nó chưa có hề bị va bắp thời gian gì luôn á. À, cái này chắc có thể là ông chủ ông rất là kỹ luôn á, cái chữ trước của túi của cái áo rất là kỹ ha. Lên giùm em mã 1794, 1794 150.000, 1794 150.000. Em phải để chiếc này qua bên đây tại vì mã nó 150.000, 1794 giùm em. Em có một cái chiếc mà nó phối màu khá là lạ nhưng mà màu chủ đạo của nó là màu trắng kem, nó phối thêm một tí xíu màu xanh cho mình, màu xanh bơ nhạt ha. Đó. À, áo này thì nó cái bề cục của nó cục nha, nó không quá dài và nó sẽ có phần bo thun ở phía dưới nè. À, cái tay của nó cũng là kiểu lạ dành cho các anh tầm khoảng 60-65 kg quay đầu. À, thương hiệu của nó ở chỗ này nha. Đây thương hiệu của nó là thương hiệu của nó khá là cổ điển nè. Rồi ở đây nó làm có họa tiết giùm em, nó có nguyên một cái hàng chữ viết tay luôn. Rồi tá sườn đầy đủ. À, cái màn này nó phối màu rất là xịn, chất của nó là nó phối giữa cô tông nè, thun nè, nó có bo thun ở dưới đáy, ở dưới cái vạt áo luôn nha. À, size của nó tầm khoảng 65-69 kg quay đầu giùm em, mã 1795 150.000, 1795. Nó mình nhìn cái chất vải giùm em. Đẹp. 1795. Em tiếp tục một cái áo mà nó sẽ gọi là độc lạ, một bên màu trắng một bên màu đen, nói chung là màu chủ đạo của nó phối giữa hai màu không bao giờ lỗi mốt là trắng đen nha. Cái chất liệu của nó không phải là thun, nó cái chất là dạng cô tông phối hay sao đó mà gọi là chất nó cứng nha. Rồi tuy nhiên thì mặt nó khá là không phải là nực đâu, nó khá là cũng hơi mát nhưng mà nó cái vải của nó mình rời vô thì nó cứng.
Thương hiệu của nó ở đây size L tầm khoảng 65-69 kg quy đồng. Nó có một cái túi sử dụng được nha các anh ha, ở phía dưới là bo thun. Cái này dành cho các anh mà cho trẻ thôi, size tầm khoảng 70-75 kg quy đồng. Nó có nguyên một cái hàng cúc viên luôn nè, nó có dập chữ ở trên cái hàng cúc luôn. Chiếc này thì ở phía trên nó không có cổ, nó dạng cổ đứng như thế này dùm em nha. Rồi mình có thể gài tuốt lên trên luôn đó, nó phối màu rất là xịn, chỉ có một chiếc duy nhất thôi, mã 1796 150 ngàn, 1796. Hôm nay thì chỉ có ngày hôm nay em lên sóng vào lúc 19 giờ là áo thun nam nha, còn lại thì tất cả những cái mã đơn hàng quần áo sẽ là 20 giờ giùm em. Rồi một cái chiếc áo dạng thun thể thao, thun thể thao thì mặc cực kỳ mát, nó sẽ phối giữa màu đen và màu đỏ đô. Thương hiệu của nó là Bitrine này, thương hiệu khá là dễ thấy ở áo nam. Size này tầm khoảng 60-62 kg quay đầu thôi nha các anh ha. Thun thể thao mặc cực kỳ mát luôn, tách sườn tách đầy đủ hết giùm em luôn, tách từ Nhật nè. Rồi. Rồi lên mã giùm em á là 1797 150 ngàn, 1797 150 ngàn, màu đen thun thể thao. Một chiếc thun cá sấu, size của nó tầm khoảng size mặc dù vi size ớt nhưng mà tầm khoảng 69 quay đầu được nè. Thun thể thao màu xanh đen. Nãy giờ màu này thì mình thấy khá là dễ mặc, cho nên em về màu này khá là nhiều, không phải là màu đen đâu, nó là màu xanh đen, xanh than đó các chị ha. Các anh nè, mình thun của nó là thun dạng thun cá sấu. Đó, thun cá sấu. Em về đợt này là cái kiện áo polo thun cá sấu nha, có một cái cúc dự phòng Made in Việt Nam giùm em. Thương hiệu Nhật nhưng mà Made in Việt Nam. Chiếc này thì tầm khoảng 60-62 kg quay đầu, lên giùm em mã 1798 150 ngàn, 1798, 1798 giùm em. Một chiếc thể thao mà áo của nó cái màu của nó ít nổi lắm. Nó thương hiệu này mình dễ thấy nó là Hebrimer, dạng mẫu thể thao có một túi Education gì nè. Đây, tag của nó. Tag có mã code luôn. Màu ít nổi nha, màu xanh dạ quang. Size tầm khoảng 65-69 kg quay đầu giùm em. 65-69 kg, ở phía sau nó có nguyên nha. Chữ như thế này, thường thì cái mẫu giày thì sẽ dành cho các bạn trẻ trẻ. Lên giùm em mã 1799 150 ngàn, trẻ trẻ ha. Còn các chú già già thì mình thường mình sẽ thích cái màu nó đưa dễ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cũng tùy sở thích nữa. Đó, thương hiệu của nó ở đây. Một chiếc nó có giữa màu trắng và màu tím giùm em. Chiếc này thì không có mớ ken đâu nha, chiếc này nó sẽ có một cái phần ở đây. Chất vải của nó thì gọi là cực kỳ mát, nó có phần một ở đây nó sẽ bị đáng lẽ nó có cái họa tiết y hệt như thế này nè, nhưng mà nó đều bị mất tiêu rồi. Chiếc này là không mớ ken nha, tuy nhiên thì size của nó là size to tầm khoảng 70 kg và gọi là mặt cực kỳ mát, mẫu thun cực kỳ mát, còn tách sườn đầy đủ hết giùm em. Lên mã giùm em là 1800 150 ngàn. Nếu như chiếc này mà nó không bị như thế này ha thì em sẽ phải bán là 190 ngàn, tại vì cái chất thun của nó ngay chỗ cái phần trắng thì nó còn trắng tinh, cái chất thun của nó cực kỳ mát luôn. Rồi một cái áo thương hiệu nữa, lại là cái chất dạng thun thể thao. Thí dụ như mình mua một cái áo mình đi ra ngoài, áo nam nó mắc lắm nha các anh ha, nó không phải giống như áo nữ mà gọi là vài chục ngàn, vài trăm ngàn, 100-200 là mua được đâu. Áo nam thường em mua vô John Henry hay gì đó thì mắc lắm, 600-700 một cái áo ha, hoặc là cái thương hiệu Picardin gì đó, những cái áo dạng có cổ á, mình mua cũng khá là đắt đỏ nha. Tuy nhiên mình mua hàng si thì nói chung là có những cái áo mà gọi là thương hiệu mà em bán giá rất là rẻ, ví dụ 150-190. Thì nếu như mình có theo dõi Trú Gia Nhật Cần Thơ thì mình biết là em về một kiện rất là nhiều, mình coi hoài mà chả có áo nào nó giống y hệt như chiếc áo nào hết. Và em chỉ có hai mức giá thôi, 190 ngàn và 150 ngàn. Có nghĩa là một cái chiếc áo đó chưa tới 200 ngàn mà mình mua được những cái chiếc áo gọi là rất là mới chẳng hạn vậy ha. Nó lại là hàng thương hiệu, một chiếc thun thể thao nè. Thun thể thao này size tầm khoảng 65-70 kg quay đầu. Nó có tag đồ đầy đủ hết giùm em luôn nha. Mã giùm em là 1816 150 ngàn, 1816, 1816. Hy vọng hôm nay em đổi cái khung giờ này thì các anh mình biết được là bên em có bán một cái mã sản phẩm này, để sau đó là mình cứ theo dõi cái mã sản phẩm quần áo Nhật, liên quan tới quần áo Nhật vào khung giờ 20 giờ giùm em ha. Một cái chiếc size to Uniqlo Made in China giùm em ha.
hàng thương hiệu Uniqlo thì cái chất của nó mình yên tâm giùm em. Có va vấp thời gian rồi, có nghĩa là có qua sử dụng, cho nên cái phần cổ áo nè nó có bị hơi bung bung tí xíu, nhưng mà tuy nhiên thì do nó là hàng Uniqlo cho nên mình vẫn chỉ thấy nếu mà nhìn cận cảnh nó sôi dữ lắm nó mới thấy nha. Còn lại ở phía dưới đây là cái chất rất là ok, mặt thì khá là mát và nó là cái chất phối thêm cô tông á, vải cá sấu phối thêm cô tông, có hai cái cúc dự phòng. Size của nó tầm khoảng 70-72 kg, quay đầu giùm em mã 1817-150, 1817-150. Em đảm bảo dưới các anh các chú mình có thể theo dõi ha, cái mã hàng mà gọi là quần áo Nhật bên em á, mình lên toàn bộ Facebook, YouTube hay gì đó thì mình lên mã hàng không có ai nhiều bằng em, cũng như túi cũng vậy ha, túi nam túi nữ và nam và nữ Nhật á, mình cứ lên đi. Sẽ không có cái shop nào bán gọi là bán hàng đa dạng mà lại là cái giá gọi là cực kỳ ngợi giống như bên shop túi da Nhật Cần Thơ đâu nha. Em đảm bảo với cô chú anh chị mình cứ theo dõi, đây cái hàng thương hiệu, size của nó size L, tầm khoảng 75 kg, quay đầu giùm em nha. Đối với hàng quần áo thì không đồng kiểm giùm em. Rồi nó có mã code check mã gì đó vân vân rất là nhiều. Size cái áo cá sấu màu phơm phơm dáng rất là dễ mặc và màu của nó là màu xanh dương, nhưng mà nó dạng xanh tươi nha, xanh dương tươi chứ không phải xanh dương mà gọi là màu sậm. Lên giùm em ở 1818-150 ngàn, 1818. Em đảm bảo là bên không có shop nào mà có những cái mã hàng đa dạng giống như bên em đâu. Bán gì em cũng có và giá gọi là chỉ có vài chục vài trăm thôi, cho nên quý cô chú anh chị mình cứ theo dõi, hãy tin tưởng thì mình cứ lên đơn, và bên em quản lý mã gồm 4 chữ số nha, cứ gọi số điện thoại và mình nói giùm em cái mã gồm 4 chữ số là bên em sẽ check được bên nhanh nhất có thể cho quý cô chú anh chị. Tất cả những cái mã sản phẩm thì bên em đều được đồng kiểm ngoại trừ quần áo Nhật. Quần áo Nhật thì không đồng kiểm giùm em ha, coi đầy đủ size ok chất liệu thì toàn bộ hàng của em là cứ đảm bảo là 100% hàng về từ Nhật, nếu không phải thì em sẽ báo nha. Rồi một cái thương hiệu nó dập đây. Cái chiếc này nó lạ lắm quý cô chú anh chị, thường á, mình sẽ cảm thấy á, bên trong nó sẽ lót một màu, ở ngoài nó kẻ sọc chẳng hạn, nhưng mà đó chiếc này nó lạ là bên trong nó sẽ lót kẻ sọc nhưng mà ở ngoài là cái màu kẻ là gọi là kẻ mờ á quý cô chú anh chị ha. Size của nó tầm khoảng size 72 kg, quay đầu có một túi ở đây. Cái chất của nó nè, mình về mình ủi phẳng phiu là cực kỳ đẹp. Bên trong nó lại là lót như thế này. Có nút dự phòng, có táp nhật, đồ đều đầu đầy đủ hết. Size L tầm khoảng 70-72 kg, quay đầu giùm em nha. Lên giùm em mã 1819-150 ngàn, 1819. Một chiếc áo màu tím khoai môn duy nhất ngày hôm nay. Sắp tới Tết rồi. Mình mua những cái chiếc áo như thế này mình đi đâu đi đây đi đó cũng khá ok, chẳng hạn như cái chiếc tím này quý cô chú anh chị, độ mới nó khá là cao nha, mặc dù là bên em chỉ đảm bảo độ mới 80% nhưng mà mình nhìn là mình biết là nó khá là mới. Thương hiệu của nó thì nó sẽ dập ở trên tab cũng như trên cái phần túi. Chiếc này độ mới khá là cao đó, size của nó tầm khoảng khoảng nhiêu ta, khoảng 68 kg, quay đầu. Đây tách nhật của nó giùm em ha, tách nhật và cái chất của nó là mới tinh tươm luôn, chất nó cũng phải vải cá sấu, cái chất của nó là chất là dạng vải mà gọi là mát mát mà nó rời vô, nó là hàng hiệu của quý cô chú anh chị ha. Đây nó sẽ có một cái túi nè, rồi tách hiệu của nó đây đó, tách hiệu, tách sườn, tách hiệu đầy đủ hết giùm em. Em bán 150 ngàn, mã 1820, 1820, 150 ngàn, 1820. Một chiếc áo thun, thun này nó lại độc lạ nữa nè, hàng Adidas, thun thể thao nha các anh nha. Size của nó 70 kg, quay đầu. Cái chất của nó Adidas mỏng nhẹ, đây Adidas. Tuy nhiên thì bên em không bao ao, chỉ bao đó là hàng về từ Nhật thôi. Nó có ở bên trong đây, nó có những cái hạt gì không biết nữa, nhưng mà nó là Adidas giùm em này nha, có size thì đầy đủ hết giùm em luôn. Rồi nhìn cái chất thun đẹp quá. Tuy nhiên chiếc áo này thì không có mớ ken đâu nha quý cô chú anh chị ha, nó có độ sờn rồi, nhưng mà đối với những cái hàng hiệu thì mình mặc là cực kỳ gọi là cực kỳ im nha. Lên giùm em mã 1821, 1821, 150 ngàn, 1821. Một chiếc áo thun thể thao, hàng thương hiệu của hàng ao nè, thương hiệu đây Raikai Stock gì, thương hiệu Authentic nè ha. Size của nó size M tầm khoảng 55 kg, quay đầu giùm em. Cái chất cứ nói là dạng thun thể thao, đây tát sườn, tát hiệu đầy đủ, size M thôi, khoảng 55 kg, quay đầu. Lên giùm em mã là 1823, 1823, 150 ngàn, về ủi phẳng phiu là đẹp, em chỉ là gửi giặt sấy thôi không có ủi. Một chiếc PPE nè, cái chất của nó giống như thật như không có xấu luôn, màu của nó là màu đen. Size này tầm khoảng size M nhưng mà size tầm khoảng 65 kg, quay đầu. Đó, chất không có xấu nha.
nó sẽ phối thêm một vài cái thùng kẽ màu trắng giùm em. Đây thương hiệu của nó size M giùm em ha. Cái thùng cá sấu nó có tách sườn từ Nhật đầy đủ hết giùm em luôn. À, có một túi ở đây. Lên giùm em mã là 1824 150 ngàn, 1824 1824 150. Một cái chiếc áo màu vàng nổi nhất. Nổi nhất trong đám từ trước tới giờ, từ nãy tới giờ, hàng của cấp 3. Nhìn cái chất là mình biết là khi mà các anh các chú mà mình mua hàng hiệu rồi á, mình săn hàng hiệu á, thì mình nhìn cầm cái túi hàng hiệu lên là mình biết liền, tại cái chất của nó sẽ khác so với bình thường, cũng như cái áo này mình thấy ha, đây là cái thương hiệu cấp 3 giùm em. Size này thì size tầm khoảng size nhỏ tầm khoảng 63 65 kg quay đầu. Nó dập cái chữ D cấp 3 Italy giùm em luôn nha. Cái chất của nó là dạng thun thể thao tay tay ngắn như thế này, cấp 3 size S. Size S tầm khoảng 55 kg quay đầu giùm em thôi. Tuy nhiên thì những anh nào nhỏ nhỏ mình có thể lựa được nhiều mã sản phẩm trong cái video ngày hôm nay nha. Cái màu này màu vàng tươi chói lọi luôn giùm em. Độ mới khá là cao, hàng thương hiệu cấp 3. Em bán 150 ngàn, mã là 1825, 1825. Đó. Khoảng 50 55 kg quay đầu thôi. 1825. Một chiếc đến từ Nhật. Một chiếc có thương hiệu đến từ Nhật, chứ thật ra hàng của em là về từ Nhật, nhưng mà có những cái thương hiệu có những thương hiệu nãy giờ em đọc ha, còn cái này nó sẽ thương hiệu nó ghi là thương hiệu của Tokyo Japan luôn nè. Áo thể thao màu đỏ. Nãy giờ thì chỉ có một chiếc này màu đỏ size nhỏ tầm khoảng 50 52 kg quay đầu giùm em ha. Đó Tokyo Japan luôn, có thương hiệu tag rồi đầy đủ hết giùm em luôn. Cái chất của nó là cái chất giống như hệt như là áo thun, chất áo thun thể thao. Đây tag Nhật giùm em nha, tag sườn Nhật giùm em luôn và tag trên cổ luôn. Em bán 150 ngàn mã 1742. 1742 một cái màu đỏ từ nãy tới giờ, size 55 kg quay đầu. Rồi có một chiếc size to to dành cho các chú size to nè, các anh các chú size to. Thương hiệu của nó là cái thương hiệu Knoxville Sport gì như đây. Size to nãy giờ thì size to hơi bị hiếm ha, cho nên cái anh size to cái chú size to mình có thể thấy là mình chốt liền, tại vì thường bên em á là mỗi cái nó có size nó có mã thôi, mình không có nhiều size đâu. Chiếc này thì tầm khoảng 70 78 kg quay đầu, 78 80 kg quay đầu được luôn nè. Tại nó có cái chiều ngang ha, đây nó có một túi, mẫu này là một khoảng mẫu trung niên, nó có cái phần bo nhẹ ở phía dưới nha. Màu của nó màu chủ đạo là màu xám ghi ha, màu trắng xám. Đây thương hiệu của nó, logo nó dập ở chỗ này. Nó fashion gì nè, Spielberg thì cái chất của nó nhìn mà mang vô nó đã lắm. Đây tách Nhật giùm em nha, tách Nhật nhưng mà qua giặt ủi thì cái tách Nhật này nó hơi bị mờ, tuy nhiên mình vẫn thấy chữ Nhật. Rồi áo này thì size tầm khoảng 80 kg quay đầu, khá là mát. Size ở đây em không rõ là LA là gì nữa ha, nhưng mà size này to nè. Rồi lên giùm em mã là 1743 150 ngàn, 1743 cái chú to to mình lấy chiếc này. Mẫu này thì mẫu trung niên. Rồi một chiếc size tầm khoảng 70 kg, 70 72 kg quay đầu giùm em nè. Màu của nó là màu xanh đen. Phối thêm một ít cái màu trắng, màu xanh than ha. Cái phần ở phía dưới đây nó bo nhẹ nhàng thôi. Khoảng tầm khoảng 70 75 kg quay đầu. Cái chất của nó là dạng mẫu cái chất vải giống như là shop 3D vậy đó ha, mặc vô khá là thoải mái. Thương hiệu nó dập ngay chỗ này, thương hiệu Sport. Đây thương hiệu của nó chỗ này ha. Lên giùm em mã là 1744 150 ngàn, 1744 size tầm khoảng 70 kg quay đầu. 1744 nó sẽ phối màu, màu xanh, màu trắng và đây là màu xám. Rồi em ra mã 1 chiếc màu kẻ sọc trơn, kẻ sọc mà màu hồng, màu gọi là màu hột gà đó, nhưng mà size này size nhỏ thôi. Chiếc này đẹp lắm. Size M tầm khoảng 68 kg quay đầu, có một túi. Cái độ mới của nó mình nhìn cận cảnh cái độ mới giùm em ha, mới trên trơm luôn. Và ở đây nó có cái tách sườn luôn nè, tách sườn từ Nhật luôn. Đây thương hiệu tách đồ đầy đủ hết giùm em nha, nhưng mà size nhỏ thôi các anh, size nhỏ mình lấy chiếc này. Mới tinh tươm ở phía sau, nó không có một cái tì vết gì luôn nè, mặt rất là mát. Cái này mình đi công sở đóng thùng ok nha các anh ha. Lên giùm em mã là 1745 150 ngàn, 1745 150. Đẹp quá, size tầm khoảng 70 kg mới đặt, 70 kg nhưng mà không có bụng nha. Rồi em có một cái thun thể thao hàng thương hiệu.
cái chất này á, là cầm vô là thấy biết hàng hiệu liền nha các chị ha, các chị các anh nha. Size to tầm khoảng 75 với 73 75 kg quay đầu. Ở đây nó có một cái sợi dây kéo nè, giống hàng, nó là cái chất hàng hiệu luôn, thương hiệu nó dập trên cổ hết, thương hiệu dập ở đây, thương hiệu size L nó dập trên áo. Rồi tất nhiên là chắc chắn là phải có cái thương hiệu tách sườn từ Nhật giùm em luôn nè. Cái chất của nó mới tinh tươm nha, màu đỏ phối trắng đen. Ở đây ở ở bên sườn nó sẽ còn thêm những cái họa tiết gì, cái chất nó đẹp quá. Size tầm khoảng 75 kg quay đầu. Rồi lên giùm em mã là 1746 150 nha, 1746 150. Cái này mặc rất rất là mát luôn, nó cái chất mát tinh tươm, size 75 kg quay đầu giùm em. Rồi em có một chiếc màu xanh than, màu xanh đen. Xanh đen này size tầm khoảng cũng 75-78 kg quay đầu. Thương hiệu của nó dập ở đây, 100% là cô tông. Cái chất của nó là chất vải con cá sấu á, có một cái cúc dự phòng tab rồi đầy đủ ở đây hết anh ha. Nó có một cái túi, nó phối thêm một cái logo màu vàng mà chủ đạo của nó là màu xanh đen. Tuy nhiên nó có bao mất thời gian ở trên đây rồi nha. Vẫn xài ok, lên giùm em mã 1747 150 ngàn, 1747, độ mới vẫn đảm bảo là 80%. Cái chất này hình như chất thun con cá sấu luôn. Chắc là hôm nay em không có hết được cái đống này đâu, em sẽ dành là một hai cái video nữa nha anh ha. Mình cứ theo dõi đi, cứ như nhà Cần Thơ lên sóng đều đều hàng ngày đều 3 khung giờ hết giùm em. Bên em cái chính sách bán hàng rất là nhanh gọn lẹ, các anh cứ gọi cái số điện thoại 0973952507 và mình có thể kết bạn Zalo để bên em có thể chép bill nhanh nhất có thể nha. Mã sản phẩm gồm 4 chữ số, cứ lên mã là bên em quản lý theo mã, không bao giờ lộn đâu. Rồi đây mình mã đúng là sản phẩm đúng. Màu đen và có những cái họa tiết màu, màu này là màu vàng đồng giùm em ha, hàng hiệu chỗ này. Chất là nó sẽ là chất thun con cá sấu, chất thun hiệu hiệu giùm em nè. Có cổ, size này tầm khoảng 63-65 kg quay đầu. Lên giùm em mã 1748, 1748 150 ngàn, 1748 giùm em, size nhỏ thôi. Một chiếc nó có chấm bi màu đen, nó là thương hiệu, nó là con hiệu của con cái con gì, con gì mình nhìn vô mà em quên chưa, chim cánh cụt. Thương hiệu này cũng lạ lạ nhưng mà điều cái chất vải của nó là em cầm vô là em thấy biết hàng hiệu liền luôn á. Đây chim cánh cụt, nó sẽ là chấm bi, cái chất của nó nhẹ nha và nó sẽ khá là mát. Size của nó tầm khoảng 70 kg quay đầu, tác nhật giùm em luôn nè. Rồi chiếc này khoảng 70 kg quay đầu được, cái chất liệu của nó khá là nhẹ nhàng và mát. Lên giùm em mã 1749 150 ngàn, 1749 giùm em. Nãy giờ mới có một cái chiếc bi màu đen khá là nam tính. Đây một hàng thương hiệu nữa màu xanh đen giùm em nè, chắc là cái chiếc màu xanh đen này với thêm một cái chiếc màu xanh da trời nữa thì là em sẽ ốp nha. Còn lại những cái thêm những cái sản phẩm này em còn nhiều dữ lắm luôn, cho nên em sẽ hẹn với cô chú anh chị một cái video tiếp theo. Rimmer này, chất dạng phun thể thao, size của nó tầm khoảng 70 70 kg quay đầu, tag tag nhật đầy đủ hết giùm em luôn. Nó có túi nha, tay của nó là dạng tay lõi như thế này. Lên giùm em mã 1750, 1750 150 ngàn. Một chiếc xanh da trời nữa đi, rồi em sẽ kết thúc nha. Đây cái thương hiệu nó dập ngay trên tại trên áo luôn, size này size nhỏ thôi. Cái màu của nó đẹp quá, màu nó nãy giờ mới dập cái màu xanh 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 da trời. Ba cúc ở phía trên màu xanh này mặc nói chung mới là nhìn rất là dịu mắt luôn á. Nó có cổ nha, ở đây nó có dập thêm cái họa tiết của Tiger gì đây nè. Rồi tag đồ đầy đủ có mã code cho em luôn. Chiếc này khá là mới, tuy nhiên là nó cái thơm nó khá nhỏ nha, khoảng 65 kg quay đầu giùm em thôi. Các anh mà thơm nhỏ nhỏ thon thon gọn gọn mình lấy chiếc này. Có những cái dòng chữ gì đó, mã 1812 150 ngàn, 1812. Rồi em kết thúc video áo nam ngày hôm nay. Thì hôm nay em dành ông chủ em một cái khung giờ 17 giờ ở 19 giờ. Mong rằng thì các anh các chú mình có thể biết được bên đối diện nhà Cần Thơ có lên cái mã sản phẩm áo dạng áo nam, và sau đó thì sau này chắc em có thêm áo khoác nam rồi áo dạng áo nam cô tông cổ tròn gì đó vân vân rất là nhiều. Nếu mà các anh các chú mình có muốn mua những cái sản phẩm liên quan tới quần áo á, thời trang á, thì hồ si hàng si nha, đảm bảo là 100% hàng si, không có hàng mới đâu. Sẽ lên giùm em vào khung giờ là 20 giờ hàng ngày, còn lại là khung giờ 12 giờ 19 giờ sẽ là khung giờ liên quan tới những cái sản phẩm da thật giùm em.
Và bên em đang muốn mở rộng thêm, thì có thể sau này em sẽ chuyên một cái kênh, và hiện tại đã có một cái kênh liên quan tới quần áo Nhật, đó là kênh đồ si Nhật. Nhưng mà bên em thì mới gọi là mới mở mang thêm một cái vậy thôi. Còn chủ yếu thì thường là mình sẽ lên túi da Nhật Cần Thơ là mình có thể thấy được tất cả những cái video liên quan tới các cái mảng ngành. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.